Chuyện khó tin nhưng lại có thật. Một người phụ nữ ở Sóc Trăng đã âm thầm tự mua quan tài để làm đám tang cho chính mình. Tuy nhiên khi nhiều người đến viếng đã ngạc nhiên khi thấy bên trong quan tài không có người mà chỉ là ba bao cát. Và sự thật đằng sau câu chuyện có phần ly kỳ này có lẽ không ai ngờ tới. Hôm nay, Công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đã mở nắp quan tài trong đám tang được tổ chức 2 ngày tại nhà bà Trần Thị Tuyến, khoảng 55 tuổi, ngụ thị trấn Cù Lao Dung. Nhiều người chứng kiến hết sức ngạc nhiên khi thấy trong quan tài không có thi thể bà Tuyến mà chỉ có ba bao cát. Một lúc sau, bà Tuyến được công an đưa về nhà, dù trước quan tài là di ảnh của chính bà này. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cù Lao Dung cho biết bà Tuyến bị nhiều người đòi nợ nên lánh mặt. Chiều ngày 29 tháng 3, bà này với con trai đi mua quan tài ở Đồng Tháp rồi chở về nhà. Trong những ngày tổ chức đám tang, chính quyền địa phương đến viếng thì con bà Tuyến cho biết mẹ mình bị người khác giết. Thấy lời của người con mâu thuẫn nên công an địa phương theo dõi, yêu cầu gia đình cho mở nắp quan tài để khám nghiệm tử thi thì phát hiện đám tang giả.